và sau đây là phần tin việt nam ông tô lâm sắp ghế cho các đệ tử vào bộ chính trị và ban bí thư theo thông cáo do Văn phòng Trung ương Đảng phát đi vào đêm ngày 16 tháng 8, sau khi nhóm họp ban chấp hành Trung ương, hai phó tướng của ông Tô Lâm trước đây đều được bầu bổ sung vào cấp cao hơn trong Đảng. Ông Lương Tam Quang nay ngồi ghế Bộ trưởng Công an do ông Tô Lâm để lại đã được bầu bổ sung vào bộ chính trị khóa 13, còn ông Nguyễn Duy Ngọc, chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bầu làm ủy viên ban bí thư. Truyền thông trong nước loan tin là Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để bộ chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 tới 2026. Giới quan sát nhận định là thực ra đây là việc ông Tô Lâm quyết định sắp ghế cho các thuộc cấp của mình và Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp thông qua ghế mới cho những quan chức này theo kiểu là chỉ định bầu với đa số phiếu tán thành ngay tại nghị trường. Mạng xã hội lan truyền tin đồn rằng thực chất là ban chấp hành trung ương tổ chức hội nghị bất thường là để chỉ định ghế trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo tin đồn thì dàn phó thủ tướng sẽ bị thay bằng các ông Nguyễn Hòa Bình là chánh án tòa tối cao, Bùi Thanh Sơn là ông Ngoại trưởng và Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cũng theo giới quan sát, thì hai ông Quang và Ngọc là đệ tử ruột nên được ông Tô Lâm ưu ái, nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy đảng và chính phủ. Hiện tại thì ghế Bộ trưởng Công an được cho là còn có nhiều uy quyền hơn cả đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mới tháng trước, ông Quang được phân công thay mặt chính phủ, làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập cảng. Sự việc này cho thấy là Bộ trưởng Công an đã công khai điều hành chính phủ, chứ không phải là ông Thủ tướng. Sau hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến các sư quốc doanh, chính phủ lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định tôn giáo. Bộ Nội vụ cho biết thời gian qua đã nhận được phản ánh về việc một số chức sắc, nhà sư, thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, chê bai nghề nghiệp của người dân, đi ngược giáo lý Phật giáo, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận. Bộ đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm tra, làm rõ các trường hợp trên. Trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang và Đại Đức Thích Nhuận Đức thuộc Tổ đình Hộ Pháp ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kết quả Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cấm Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Phật Quang và các địa điểm khác trong 2 năm. Đại đức Thích Nhuận Đức cũng bị cấm thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã về người Khmer. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số bộ ngành có liên quan thành lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về tôn giáo đối với một số chức sắc nhà sư tại ba tỉnh thành là Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Sài Gòn. Bộ cũng sẽ làm việc với Ban lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tăng cường quản lý chức sắc. Thị trường vàng mã ế ẩm mùa Vu Lan. Năm nay không còn thấy cảnh người ta chen nhau bỏ tiền triệu ra để mua nhà lầu xe hơi vàng mã về đốt cho người cõi âm dù đã vào cao điểm mua sắm rằm tháng 7. Nhiều tiểu thương cho hay là số khách mua sắm năm nay rất là eo uột, hàng bán chầm chỉ bằng phân nửa những năm trước. Tại chợ thiết, chợ đầu mối hàng vàng mã lớn nhất Sài Gòn với đủ loại từ quần áo, giày dép, tiền vàng cho tới nhà lầu xe hơi, túi xách hàng hiệu và điện thoại đời mới, giá bán đa dạng từ khoảng vài ngàn đồng cho đến cả triệu đồng. Hàng hóa thì nhiều nhưng khác với khung cảnh nhộn nhịp những năm trước, năm nay dù đã cận kê ngay rằm tháng 7, không khí mua bán vẫn điều hiu. Một tiểu thương cho biết là tình hình kinh tế khó khăn ai nấy đều thắt chặt chi tiêu, tiết giảm mua sắm những món không cần thiết kể cả đồ cúng vàng mã. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại chợ Bà Chiểu. Một tiểu thương đã buôn bán gần 20 năm tại đây cho hay là chưa có năm nào kinh doanh khó khăn eo uột như năm nay. Khách hàng chủ yếu mua bó tiền nhỏ 10.000-20.000 đồng để cúng kiến cho có, còn các loại nhà lầu xe hơi thì rất là khó bán. Từ đầu mùa vu lan tới giờ, giờ sạp của bà này chưa bán được cái nhà cái xe nào cả. Về phía khách hàng, một bà nội trợ cho hay là ông bà sẽ hiểu và phù hộ cho mình. Thay vì mua sắm những món đồ vàng mã đắt tiền, tôi nghĩ là nên sử dụng số tiền đó làm những việc giúp ích cho đời như là từ thiện hay giúp đỡ người nghèo. Đó mới là những việc làm thiết thực, tích công đức là cách báo hiếu tốt nhất cho ông bà tổ tiên. Vụ 6 người chết thảm ở Thái Lan, hướng dẫn viên người Việt bị bắt Ngày 16 tháng 8, Sở Du lịch và Cảnh sát Du lịch Thái Lan đã tiến hành đột kích vào khách sạn ở Soi Rang Nam, quận Ratchathui, thủ đô Bangkok, bắt giữ ông Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, khi đó đang làm hướng dẫn viên trái phép cho đoàn du khách Việt Nam. Ông Vũ bị cáo buộc kinh doanh du lịch mà không có giấy phép, làm hướng dẫn viên du lịch mà không có giấy phép, là người nước ngoài được phép lưu trú tại Thái Lan để làm việc mà không có giấy phép lao động. Cảnh sát du lịch cho biết đã theo dõi hành vi của ông Vũ một tháng trước khi tiến hành bắt giữ. Đương sự đã bị đưa về đồn cảnh sát Paya Thái để tiến hành các thủ tục pháp lý. Ông Phan Ngọc Vũ từng bị cảnh sát Thái Lan thẩm vấn liên quan đến vụ 6 người Việt, trong đó có 2 người Việt kiều Mỹ, chết bất minh trong khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok hồi tháng trước. Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát Thái Lan tin rằng nguyên nhân án mạng có liên quan đến mâu thuẫn nợ nần. Bà John Sherin, 56 tuổi, Việt Kiều Mỹ, một trong sáu người đã chết, bị cáo buộc là hung thủ, đã đầu độc 5 người còn lại bằng chất độc cyanide. Vụ một cô hoa hậu chế lời bài quốc ca sở thông tin truyền thông mở cuộc điều tra. Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip hoa hậu quý bà Phương Lê chế lệ bài hát quốc ca hát đùa rằng đoàn quân Việt Nam đi trong lòng của ma trong lúc đang livestream. Tuy chỉ là một câu hát đùa nhưng sự việc lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi chuyện bé xé to vì Phương Lê lâu nay nổi tiếng là người thẳng tính nên từng có nhiều phát ngôn đụng chạm rất nhiều người. Nhiều người nhân cơ hội này đã gán cho Phương Lê tội xúc phạm quốc ca và yêu cầu chính quyền phải phạt thật nặng. Trước áp lực của dư luận, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Sài Gòn cho biết họ đã biết tin và đang tiến hành điều tra. Về phần mình tối ngày 16 tháng 8 trên trang fanpage cá nhân, Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm, làm phiền lòng và gây khó chịu cho mọi người. Cô khẳng định là mình không chế lời hay xúc phạm bài quốc ca mà cho rằng câu nói của mình bị hiểu sai. Cô giải thích rằng vì thường xuyên bị các anti-fan công kích, Phương Lê dùng từ đoàn quân để chỉ đối tượng này, chứ không phải là hành động cố ý chế lời bài quốc ca. Phương Lê xin đính chính để khẳng định sự thượng tôn pháp luật của mình và đồng thời xin rút kinh nghiệm về sau. Nam sinh lớp 12 đâm chết người trước cổng trường lãnh 13 năm tù. Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh, 18 tuổi, 13 năm tù về tội giết người. Các bị cáo khác là Trần Phước Tiến, 20 tuổi, bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù, Ngô Trần Duy Khoa, 18 tuổi, 6 tháng tù, Lê Phan Thế Vinh, 18 tuổi, 6 tháng tù, Phạm Tuấn Anh, 19 tuổi, 9 tháng tù và Phạm Anh Văn, 18 tuổi, 12 tháng tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023, Thịnh, khi đó là học sinh lớp 12 của trường trung học Lê Thanh Hiền, xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã, đánh nhau và đập xe với một học sinh khác. Sau đó, học sinh này nhờ nhóm bạn đến trường gặp Thịnh để hỏi chuyện. Khi gặp nhau tại cổng sau bên ngoài trường, nhóm của Thịnh đã xông đến đánh nhóm của đối phương thấy một tên trong nhóm này có cầm dao nên thịnh cũng rút một con dao giấu trong áo khoác của mình ra đâm vào ngực trái khiến đối phương bị thương nặng và đã chết sau đó sau đó thịnh bỏ trốn và bị công an bắt giữ khi đang trốn tại nhà người thân